Thưa quý vị, ông Jensen Huang, Chủ tịch NVIDIA cho biết sẽ góp hết sức mình để xây dựng một Việt Nam AI trí tuệ nhân tạo. NVIDIA cam kết coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Chia sẻ của Chủ tịch NVIDIA được đưa ra tại tọa đàm xu hướng phát triển ngành công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và cơ hội cho Việt Nam diễn ra ngày 11 tháng 12 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA, ông Jensen Huang đồng chủ trì tọa đàm. Tại tọa đàm, ông Jensen Huang đánh giá cao tiềm năng lớn và cơ hội của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn và AI, đặc biệt là nguồn nhân lực của Việt Nam trong lĩnh vực này. Chia sẻ tại tọa đàm, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA cho biết làn sóng mới về công nghệ đang tới và có thể là làn sóng lớn nhất từ trước đến nay. Ông nhận định làn sóng mới là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam. Không quốc gia nào tụt lại phía sau về AI mà có thể phát triển được. Chính vì vậy, Việt Nam cần tận dụng lợi thế của AI để nắm giữ và phát triển trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng, ông tin Việt Nam đã sẵn sàng, chuẩn bị tốt và đây là thời cơ của Việt Nam. Cũng theo ông Jensen Huang, Việt Nam có nền giáo dục và hạ tầng tốt, chỉ cần khích lệ các thế hệ mới để bước vào thế giới AI, khích lệ các chuyên gia, kỹ sư Việt Nam ở nước ngoài về quê hương. Sau khi nghe ý kiến từ các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định Việt Nam có một số lợi thế để phát triển công nghiệp bán dẫn, AI, cũng như cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho NVIDIA hoạt động tại Việt Nam. Thưa quý vị, trên mạng xã hội X hôm 9 tháng 12, tỷ phú Elon Musk cho rằng Ilya Sutskever, nhà khoa học trưởng của OpenAI, nên đầu quân tại XAI hoặc Tesla. Elon Musk tán thành khi một người dùng gợi ý Sutskever nên gia nhập Tesla. Ông khẳng định XAI, công ty trí tuệ nhân tạo do ông thành lập hồi tháng 7, cũng sẵn sàng đón nhận nhà đồng sáng lập OpenAI. Trước đó, Musk nhiều lần bênh vực Sutskever khi nhà khoa học này trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong vụ Ant-Man bị phế truất. Theo tỷ phú, Sutskever phải ra quyết định đột ngột do ông nhận thấy OpenAI đang phát triển sản phẩm gây hại. Hôm 20 tháng 11, Musk tuyên bố trên X rằng Ilya là người có đạo đức và không ham muốn quyền lực. Ông ấy sẽ không hành động quyết liệt như vậy, trừ khi thật cần thiết. Thế giới cần biết nếu OpenAI sở hữu thứ gì đó nguy hiểm cho nhân loại. Hiện Sam Altman đã quay lại vị trí CEO OpenAI, nhưng nguyên nhân thật sự khiến ông bị sa thải vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, Sutskever rời hội đồng quản trị nhưng vẫn ở lại công ty. Trên mạng xã hội, ông cho biết vô cùng hối hận vì hành động của mình và chưa bao giờ có ý định làm hại OpenAI. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Insider, Ilya Sutskever dường như đang ngày càng trở nên vô hình và lạc lõng tại OpenAI. Tương lai của nhà khoa học trưởng chưa được ban lãnh đạo chính thức đề cập. Một tuần qua, ông không xuất hiện tại văn phòng. Cũng theo Insider, ba nhà đồng sáng lập OpenAI Sutskever, Altman và Greg Brockman sẽ khó hợp tác như trước, đặc biệt là giữa Sutskever và Brockman. Thưa quý vị, Apple vừa đưa ra động thái nhằm chặn tính năng của Beeper Mini, một ứng dụng cho phép thiết bị Android gửi và nhận tin nhắn iMessage. Trong thông cáo đưa ra, Apple nhấn mạnh cam kết đối với tính bảo mật và riêng tư dành cho người dùng, giải thích động thái trên là cần thiết để đối phó với những rủi ro tiềm tàng từ các tính năng can thiệp vào iMessage của Beeper Mini như lộ dữ liệu, dễ trở thành mục tiêu của tấn công lừa đảo. Theo Mark Rumor, Beeper Mini hoạt động bằng cách chặn giao thức iMessage, sử dụng dịch vụ đẩy thông báo của Apple để thuyết phục máy chủ tin rằng thiết bị Android đang cài phần mềm này chính là một thiết bị do Apple sản xuất. Táo khuyết cho rằng phương pháp này là hành vi sử dụng thông tin xác thực giả mạo, nên mang đến rủi ro bảo mật cho người dùng hệ sinh thái thiết bị của hãng. Trong khi đó, phía Beeper tuyên bố quy trình xử lý mà hãng sử dụng không làm ảnh hưởng đến mã hóa hay tính riêng tư, và tài liệu của công ty cũng khẳng định không ai có thể đọc nội dung tin nhắn ngoại trừ người gửi và người nhận. Tuy nhiên, Apple không thể chứng minh điều này mà kết luận có ẩn chứa rủi ro. Ngay sau khi Apple ra thông báo, CEO Beeper là Eric Migikovsky bày tỏ sẵn sàng hợp tác cùng Táo Khuyết để kiểm tra, đánh giá vấn đề bảo mật trong lập trình của ứng dụng Beeper Mini. Thưa quý vị, Microsoft đã dần cải tiến ứng dụng Notepad tích hợp trên Windows 11 trong thời gian qua và trong động thái mới nhất, cuối cùng công ty cũng đã bổ sung khả năng đếm số lượng ký tự. Theo The Verge, trong phiên bản thử nghiệm mới nhất của Windows 11 trên kênh Canary, Microsoft đã thêm tính năng đếm ký tự ở phía dưới của Notepad giống như tính năng đếm số từ trong văn bản của Microsoft Word.
Nhóm Windows Insider của Microsoft giải thích trong một bài đăng trên blog rằng khi văn bản được chọn, thanh trạng thái sẽ hiển thị số ký tự cho cả văn bản đã chọn và toàn bộ tài liệu. Nếu không có văn bản nào được chọn, số ký tự cho toàn bộ tài liệu sẽ được hiển thị, đảm bảo người dùng luôn nhìn rõ độ dài tài liệu của mình. Đây là sự bổ sung mới nhất trong một loạt thay đổi đối với Notepad trong năm nay. Gần đây, ứng dụng đã nhận được tùy chọn lưu tự động mới cho phép người dùng đóng nó mà không cần phải nhìn thấy lời nhắc lưu bật lên mỗi lần. Microsoft cũng đã thêm các tab vào Notepad hay Dark Mode. Thưa quý vị, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đưa ra 3 thông báo triệu hồi liên quan đến thương hiệu Mercedes, trong đó có 2 thông báo triệu hồi về vấn đề lỗi cụm bơm nhiên liệu. Các dòng xe bị ảnh hưởng có xe lắp ráp trong nước là C200, E180, E200, E300 và GLC200. Bên cạnh đó, những dòng xe nhập khẩu như S450, GLS450 4MATIC, Maybach GLS480 4MATIC, AMG GT53 và V250, tất cả đều được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Thông tin về lý do triệu hồi sản phẩm đó là bơm nhiên liệu trên các mẫu xe trên có thể bị giảm khả năng hoạt động trong một số điều kiện nhất định, thậm chí là ngừng hoạt động. Khi bơm nhiên liệu hỏng, xe sẽ tự động mất lực đẩy từ động cơ. Quy trình kiểm tra và thay thế cụm bơm nhiên liệu mất khoảng 1,5 giờ đồng hồ. Toàn bộ chi phí sẽ được chi trả bởi Mercedes-Benz Việt Nam. Ngoài lỗi cụm bơm nhiên liệu, 651 chiếc GLC200 và GLC300 4MATIC sản xuất giai đoạn tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 cũng được yêu cầu triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi của lỗ gen móc kéo xe ở phía trước. Khách hàng có thể mang xe đến các đại lý của hãng để kiểm tra và sửa chữa từ ngày 15 tháng 12 đối với lỗi lỗ gen từ ngày 15 tháng 12, trong khi lỗi về cụm bơm nhiên liệu đã có thể thực hiện sửa chữa từ ngày 30 tháng 11. Ngày 11 tháng 12, mạng xã hội Facebook đang lan truyền và chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cô gái cầm lái ô tô hiệu BMW chạy trong khu vực đông dân cư với tốc độ cao, đồng hồ hiện số km lên tới 140 km một giờ. Liên quan đoạn video, khu vực cô gái chạy là đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ tối đa tuyến đường này cho phép chạy đối với ô tô là 60 km một giờ. Tuy nhiên, con số trong video do nữ tài xế cầm lái có lúc lên tới 140 km một giờ. Đoạn video do người đi cùng ô tô quay lại và sau đó do chính cô gái cầm lái đăng tải lên trang cá nhân của mình. Đoạn video sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên các hội nhóm và nhận được nhiều bình luận cho hành động vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường của cô. Nắm được thông tin, lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an Thủ Đức cho hay đang xác minh và điều tra làm rõ.